Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube chính thức của trang vườn sen đá.vn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 10 sai lầm phổ biến nhất khi trồng sen đá. Khi thay chậu cho sen đá, mọi người không nên tưới nước liền cho cây. Tốt nhất là mọi người nên để cây ở chỗ thoáng gió và để khô như vậy trong vòng một ngày. Qua ngày hôm sau hãy tưới. Nguyên nhân là khi thay chậu, có thể cây sẽ có các vết xước hoặc là rễ bị tổn thương. Khi tưới liền thì khả năng nước xâm nhập vào các vết thương của cây sẽ dễ khiến cây bị úng. Mình không hiểu vì sao rất nhiều bạn khi mà tưới nước cho cây thì lại rất hay tưới vào lá, trong khi bộ phận cần nước nhất của cây đó là rễ. Đối với sen đá thì việc tưới nước lên lá cũng không nên. Đặc điểm của sen đá là cây có nhiều lá xếp chồng lên nhau. Do vậy khi mọi người tưới nước vào lá của cây thì cây sẽ dễ bị đọng nước, dẫn đến việc cây bị úng. Nên khi tưới nước thì mọi người chỉ nên tưới vào đất nha. Khi tưới nước cho sen đá, mọi người phải kiểm tra xem đất đã khô hẳn chưa. Nếu thấy đất vẫn chưa khô thì chúng ta không cần tưới nước cho cây. Việc tưới nước cho cây liên tục trong nhiều ngày mà đất vẫn chưa khô là nguyên nhân phổ biến khiến cho sen đá bị úng nước. Nhiều người khi trồng sen đá rất sợ cây bị úng, do vậy mỗi lần tưới nước thì tưới rất ít cho cây, thậm chí chỉ tưới vài giọt lên bề mặt. Tưới như vậy thì cây sẽ không đủ nước để phát triển, cây sẽ rụng lá và teo tóp dần. Do vậy mỗi lần tưới mọi người hãy tưới thật nhiều nước, phải tưới sao cho toàn bộ đất trong chậu đều ướt. Khi trồng sen đá thì bắt buộc phải sử dụng loại chậu có lỗ thoát nước. Nếu mà chậu không có lỗ thoát nước thì rất khó để tưới nước cho cây. Khi tưới quá ít thì cây không đủ nước để phát triển, khi tưới quá nhiều thì nước không thoát được khiến cây bị úng. Nhiều người có quan điểm là khi trồng cây sẽ chọn những chậu thật to để thay cho cây, để sau này mà cây lớn lên thì chúng ta sẽ không cần thay nữa. Tuy nhiên khi mà trồng sen đá như vậy thì thường cây sẽ chết trước khi cây lớn, vì chậu to đất trong chậu sẽ nhiều, khi mà đất nhiều thì sẽ giữ nước rất là nhiều, vượt quá nhu cầu của cây thì cây sẽ bị úng. Do vậy mọi người nên chọn loại chậu vừa vặn với cây. Đất trồng là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc cây sen đá của bạn có sống được hay không. Tuy nhiên nhiều người thường bỏ qua vấn đề này. Đất trồng cho sen đá phải thoát nước tốt, do vậy cần trộn thêm các loại đá chuyên dụng. Mọi người có thể thử bằng cách tưới vào đất, nếu nước rút xuống nhanh thì đất phù hợp cho sen đá. Thiếu nắng cũng là một trong những vấn đề phổ biến khiến cây sen đá của bạn bị chết. Khi cây thiếu nắng thì sẽ rất yếu, màu sắc nhợt nhạt và dễ hư. Chúng ta nên phơi nắng cho cây khoảng tầm 3 đến 4 tiếng một ngày. Khi mà bạn để sen đá ở hẳn ngoài trời đón nắng nguyên ngày, kể cả những lúc giữa trưa nắng gắt, thì cây sẽ rất là dễ bị cháy nắng. Đặc điểm của cây khi bị cháy nắng đó là sẽ bị sạm đen hoặc bị nhăn lại. Khi đó thì các bạn cần chuyển cây sang chỗ mát hơn và tránh các giờ nắng quá gắt. Nhiều bạn bỏ rất là nhiều tiền để mua hạt giống sen đá, tuy nhiên khi mà gieo hạt thì đợi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Sen đá thì thường được các nhà vườn nhân giống bằng cách ươm lá chứ không trồng được bằng hạt mọi người nha. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc trồng và chăm sóc sen đá. Chúc các bạn sẽ sớm trồng được những chậu sen đá thật đẹp. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.